Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã họp đánh giá sơ bộ thiệt hại bước đầu của bão số 3, đồng thời đề ra các giải pháp triển khai khắc phục, trong đó tập trung 3 vấn đề trọng tâm là tái cung cấp điện trở lại, đảm bảo duy trì xăng dầu cho thị trường, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân. Bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền và ảnh hưởng nặng nề đến Quảng Ninh, Hải Phòng cũng như nhiều tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung. Hoàn lưu của bão sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều địa phương miền Bắc. Do đó cần có giải pháp toàn diện, triển khai quyết liệt để khắc phục. Trong đó, các đơn vị cần tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tập trung chỉ đạo đôn đốc các đơn vị ngành điện huy động mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực để khắc phục sự cố cấp điện trở lại phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Các đơn vị lĩnh vực năng lượng tăng cường kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống, đảm bảo an ninh năng lượng. Thứ hai, chỉ đạo các đơn vị đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu duy trì nguồn cung xăng dầu cho thị trường bán lẻ, phục vụ đầy đủ cho người dân, doanh nghiệp sản xuất và sinh hoạt. Thứ ba, chỉ đạo Sở Công Thương, các trung tâm thương mại, hệ thống phân phối hàng hóa đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân. Thưa quý vị, bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 16 đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Bão đã làm 3 người chết, 58 người bị thương, 6 người hiện đang mất tích. Hôm nay các lực lượng đơn vị địa phương đã tích cực khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra. Từ sáng sớm nay, tất cả người dân ở thành phố Hạ Long đồng loạt ra đường khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 để lại. Ở phố Cao Thắng, từ người già đến người trẻ, ai ai cũng dọn dẹp đường phố, khơi thông cống rãnh. Người chặt cây, người vác cành, người quét dọn để nhanh chóng thu gom cây đổ, tôn bay, sắt thép bên đường để ngõ phố thông thoáng, xe cộ đi lại thuận lợi. Bão số 3 mạnh dã man luôn. Chị đứng chị nhìn mà nó bay như nhìn rồi, nó bay dã man mà nhà cửa đổ. Dưới chỗ nhà chị bị vừa ngập đột lại vừa bị ấy. Xong rồi thuyền bè ngoài kia thì chìm đắm hết em. Không còn cái gì. Thế không xóm nào? Chị đứng trên tầng này chị phải chạy mà. Dưới nhà chị không ở được, chị phải chạy mà. Chị thấy là nhận dịp dọn dẹp ai cái đường phải phát cây hết, dọn dẹp vướng mắc dây điện hết. Phải dọn dẹp nhưng bắt lên đường lên nó xuống. Cả khu phố với cả tỉnh mình chắc phải mất nửa tháng như lại hoàn thành gần như ban đầu. Chính quyền các địa phương và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã thành lập các đoàn công tác xuống các địa bàn trọng điểm cùng nhân dân tập trung khắc phục hậu quả. Các địa bàn được đánh giá bị thiệt hại nặng nề nhất gồm thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và các huyện Quảng Yên, Vân Đồn, Cô Tô. Trong đó các địa điểm bị sạt lở đất, cột điện đổ chặn các tuyến đường giao thông, khu vực dân cư ở vùng trũng bị ngập úng do mưa sau bão. Các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có thiệt hại do tác động của mưa bão được đặc biệt chú ý. Mà một số thuyền viên ở mất tích ở trên cái tàu đó thì hiện nay vẫn đang ở trên tàu thôi, cũng không thể nào mà chìm xuống biển. Thế cho nên chúng tôi cũng rất mong muốn là tìm kiếm rất nhanh, là phải có phương tiện, phải có trực thăng và phải có, chúng tôi đề nghị như là Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 sẽ chủ trì cho cái việc này để cùng với chúng tôi để mà triển khai thực hiện. Do ảnh hưởng của bão số 3, toàn tỉnh Quảng Ninh bị mất điện, mạng điện thoại một số nhà mạng không thể kết nối liên lạc. Sau khi triển khai công tác tìm kiếm trên biển đối với những người mất tích, sáng nay các lực lượng của huyện Vân Đồn đã tìm kiếm được 6 người mất tích. Những người này là công nhân trông coi các bè nuôi trồng thủy sản. Hiện sức khỏe ổn định. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã cứu được 46 người bị mắc kẹt trên các tuyến biển, đảo. Công tác tìm kiếm cứu nạn được tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì triển khai lực lượng với quy mô lớn. Còn tại Hà Nội, sau khi bão Yagi đi qua, nhiều trường học bị thiệt hại cơ sở vật chất hiện đang được cán bộ, nhân viên, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh khẩn trương dọn dẹp để đón học sinh trở lại trường vào ngày mai. Tại trường tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình, ngay từ sáng nay, công tác dọn dẹp sau bão đã được nhà trường triển khai thực hiện. Do đã có sự chuẩn bị từ trước, nên khi bão số 3 đổ bộ, đã không gây ra nhiều thiệt hại cho trường. Toàn bộ các phòng học và phòng chức năng không bị ảnh hưởng gì, chỉ có một số cây xanh bị gãy, đổ và đã được nhà trường huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh đến dọn dẹp, đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường vào ngày mai. Ngay từ sáng hôm nay khi mà mưa bão tạm dừng thì chúng tôi đã khẩn trương phối kết hợp và huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên nhà trường cũng như là nhờ bên phối hợp với phường, với đội ngũ cha mẹ học sinh hay các công ty vệ sinh đến để chúng tôi khẩn trương tổng dọn vệ sinh trường lớp cũng như là khắc phục các cái hậu quả mà bão gây ra. Và chúng tôi với tinh thần là quyết tâm khẩn trương thì chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để làm thế nào ngay thứ hai chúng tôi có thể đón các em học sinh quay trở lại và có một cái môi trường học tập an toàn và sạch sẽ để chào mừng các em. Thế thì sau khi mà bão đổ bộ xong rồi thì nhà trường có những cái thiệt hại nhất định.
thì ban giám hiệu nhà trường cũng như các giáo viên chủ nhiệm đồng hành cùng phụ huynh là chúng tôi cũng đã có mặt từ rất là sớm để cái công tác thứ nhất là che chắn không để cho những cái hàng cây bị gãy đổ làm cho cản trở đường giao thông. Và đồng thời là khi mà cảnh quan nó bị gãy đổ như vậy thì chúng tôi cũng cùng với nhau để dọn sạch làm sao để ngày mai khi đầu tuần các con vẫn đến trường bình thường và các con vẫn an toàn vui vẻ đến trường và không gặp một sự cố nào sau bão. Còn tại trường Trung học cơ sở Biên Giang, quận Hà Đông, do cơ sở vật chất không bị hư hại gì nhiều, chỉ có vài cây xanh gãy đổ nên công tác dọn dẹp sau bão của nhà trường cũng đã hoàn thành xong trong sáng nay và sẵn sàng để đón học sinh trở lại trường. Trước khi bão về thì được sự chỉ đạo của các cấp các ngành, nhà trường cũng đã thực hiện các biện pháp phòng chống bão cũng như cắt tỉa gọn gàng các cây trong trường. Vì vậy sáng hôm nay khi bão tan qua kiểm tra thì thấy chỉ có một số cành nhỏ và lá cây, nhà trường cũng đã huy động cán bộ giáo viên công nhân viên đến để dọn dẹp sạch sẽ và chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học vào sáng ngày mai 19 tháng 9. Hiện nhiều trường học khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đang khẩn trương tu sửa cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường. Đối với các trường học chưa đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trước mắt chưa tổ chức dạy học cho học sinh, đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay những thiệt hại. Các trường học đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn sẽ đón học sinh trở lại trường học tập từ ngày mai, thứ Hai, mùng 9 tháng 9.